Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 144. Ầm. Đế Long ấn tiến quân thần tốc, chấn mở kiếm ý, cứ thể bổ ra một con sóng cao mấy trăm thước, ấn một chưởng xuống vai Lâm Nhất. Phụt. Khóe miệng Lâm Nhất tràn ra tơ máu, cả người bị bắn ngược về sau, kiếm ý ù ù chấn động. Trong mắt Đế Vũ hội tụ sát ý, hắn ta nhìn chòng chọc vào Lâm Nhất, lòng bàn tay tỏa ra hào quang, chân nguyên hùng hậu không ngừng rót vào đó. Thình thịch. Cùng với tiếng tim rồng nảy lên, huyết khí dồi dào và mạnh mẽ lan khắp toàn thân, giúp hắn ta thi triển Đế Long ấn, sát chiêu có thể nói là cấm kỵ, một cách dễ dàng. Sau lưng Đế Vũ, con Viêm Long kia mang theo khí thế che trời, gắt gao trấn áp Song Linh Ngân Hoàng và Kim Ô của Lâm Nhất. Ầm. Với ưu thế cực lớn, Đế Vũ lại đánh ra một chưởng, Đế Long ấn hiển hiện thần uy vô địch, bất kể Lâm Nhất có phóng thích kiếm thế mạnh mẽ đến mức nào cũng đều bị đánh nát, chia năm xẻ bảy, rồi lại lần nữa rơi xuống người Lâm Nhất. Răng rắc. Trên người hắn, 18 sợi long văn vàng tím hộ thể bị vỡ vụn, cơ thể lập tức gánh chịu thương thế không nhỏ. Mất đi bảo cốt gia trì, phòng ngự của Lâm Nhất có thể nói là giảm một mảng lớn. Ngày thường, thế công bực này cùng lắm chỉ khiến hắn bị thương nhẹ mà thôi, nhưng hiện tại lại khiến hắn khá chật vật. Hay! Nhóm năm giới tử Ngự Phong, Nguyên Phong lập tức sáng mắt, liên tục khen hay, trầm trồ tán thưởng. Tuy bọn họ cũng có chút không cam lòng khi Đế Vũ giành được đầu bảng, nhưng thà vậy, còn hơn để Lâm Nhất đứng đầu bảng, bởi vì chắc chắn hắn sẽ trả thù bọn họ. Hiện tại Đế Vũ bộc lộ tài năng, có xu thế nghiền ép Lâm Nhất. Thử hỏi sao bọn họ không mừng rỡ cho được. Lâm Nhất vẫn nên chết đi mới tốt. Hắn khi dễ Lâm Nhất không có kiếm trong tay. Có người chợt bừng tỉnh, lập tức nhìn ra vấn đề. Mọi người cũng nhanh chóng lộ vẻ kinh ngạc. Khi hiểu ra, bất kể kiếm ý thông thiên có mạnh đến mức nào đi nữa thì nếu trong tay không có kiếm, sao có thể phóng thích ra được duệ khí bậc nhất. Lâm Nhất, ngày chết của ngươi đã đến. Đế Vũ đứng chắp tay. Lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, ánh mắt toát lên vẻ bế nghễ chúng sinh. Một chưởng nữa, hoặc tốt đa là hai chưởng, thân thể đối phương sẽ bị đánh tan. Dù kiếm thế của hắn có thể đánh tan 7-8 phần thế công của Đế Long Ấn, nhưng với tố chất thân thể hắn hiện tại thì lực công kích còn dư lại cũng đủ để giết hắn. Long Văn đã nát, Đế Vũ không tin đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Lâm Nhất cười nói, sao ta lại thấy ngươi mới là kẻ sắp chết nhỉ? Đế Vũ, có lẽ đạo giáp trên người ngươi đã vỡ 7-8 phần gì rồi đúng không? Sắc mặt Đế Vũ sầm xuống, cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa rồi hắn ta đại triển thần uy, dùng Đế Long ấn công kích rào rạt, nhưng kiếm thế của đối phương không đâu không có. Chỉ cần áp sát đến, mỗi một khắc đều phải chịu công kích, mỗi một ánh sao rơi lả tả từ vòng trời đều ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Thoạt nhìn hắn ta như vô địch. Nhưng đạo giáp cũng bị kiếm ý bực này xuyên thấu 7-8 phần. Lâm Nhất thản nhiên nói, trước khi ngươi phóng thích tim rồng, hẳn là ngươi đã dùng hết các thủ đoạn khi bị song linh của ta nghiền ép rồi, đúng không? Ngươi chớ có chối làm gì, nếu không đến cùng đường mạt lộ thì ngươi cần gì để lộ át chủ bài là Viêm Long chi tâm? Đừng nghĩ trong ta ta không có kiếm thì có thể ỷ thế hiếp người, sao ngươi không nghĩ, ta làm vậy là cố ý. Thứ có thể bảo vệ tánh mạng của ngươi giờ chỉ còn đạo giáp thôi. Nhưng mà nó cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Sắc mặt Đế Vũ thay đổi, chợt hừ lạnh nói, thì đã sao? Dù sao thì hôm nay, ta đánh ra một chưởng nữa, ngươi ắt phải bại, đánh hai chưởng, ngươi ắt sẽ chết. Nghĩ thật nhiều. Lâm Nhất lạnh giọng quát, Đế Vũ, ta nói thật cho ngươi biết. Ta muốn đánh bại ngươi là chuyện vô cùng đơn giản, sở dĩ phải phiền toái như vậy không phải do thực lực ta không đủ, ta chỉ muốn nói cho thế nhân biết. Bình sinh ta hận nhất kẻ đánh lén, càng hận loại người bỏ đá xuống giếng. Người thừa dịp ta bị thương nặng, ra tay đánh lén, đoạt lấy bảo cốt của ta. Ta muốn người phải trả giá đắt, không chỉ vốn mà cả lãi nữa. Hắn không chỉ muốn đánh bại Đế Vũ, hắn đã sớm có ý định giết hắn ta. Ép cho đối phương sử dụng tất cả át chủ bài cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, là vì chờ đến hiện tại, có thể hoàn toàn giết chết đối phương. Người muốn chết. Đế Vũ nhanh chóng hiểu ra ý định của Lâm Nhất, lúc này, hắn ta giận tím mặt, lại lần nữa vung Đế Long ấn ra. Ha ha ha! Lâm Nhất không hề e sợ, hắn bật cười ha hả,
không chút kiêng kỵ mà nói toạc ra, đám giới tử các ngươi đều là một lũ mắt chó nhìn người thấp, động một chút lại gọi ta là ma đầu, lạm sát kẻ vô tội. Hôm nay, ta sẽ điên một lần, để các ngươi biết ma đầu chân chính như thế nào. Thoáng cái, huyết mạch của hắn dường như thiêu đốt, kiếm quyết thanh tiêu dùng phương thức chưa từng có luân chuyển trong kinh mạch. Kinh mạch toàn thân hắn lập tức phát ra tiếng kiếm ngân, gào thét không thôi. Kiếm ngân vang, rồng ngâm, trời đất rung lắc dữ dội. Trên người Lâm Nhất xuất hiện ma quang đen kịt, mỗi một tấc da thịt có kiếm khí màu đen phóng thích, ma quang ngập trời hóa thành cơn lốc kiếm thế sộc thẳng lên tầng mây. Thoáng cái, nhật nguyệt vô quang, trời đất u ám, toàn bộ thánh tuyển linh chỉ vang vọng tiếng cười ngạo nghễ của Lâm Nhất. Hà a, hà a, hà a, hà a. Trong tiếng cười có sự cuồng ngạo vô tận, có sát ý ngập trời, có cô đơn khôn kể. Ma quang vô biên dung hòa cùng trời, hóa thành một luồng kiếm quang màu đen cực kỳ chói mắt, lóng lánh chiếu rọi khắp thế gian. Khí tức điên cuồng mà thô bạo tản ra từ trên người Lâm Nhất, giờ phút này, hắn tựa như ma quân tái sinh, tóc dài bay múa trong gió, mi tâm có một ấn ký màu tím càng tăng thêm nét yêu dị. Mắt hắn lóe lên ma quang, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Trong thiên địa, lực lượng vô tận ùn ùn quét ngang, hóa thành kiếm ý ma quang gào thét. Giờ phút này, hắn hóa thân thành ma, là chúa tể thiên địa. Đây là một kiếm cấm kỵ mà Lâm Nhất chưa từng dùng đến, kiếm thứ 14 trong thanh tiêu thập tam kiếm, kiếm này có một cái tên cấm kỵ, là phong ma. Nếu trời lấn ta, ta ắt diệt trời, chư thiên thần Phật cũng không thể cản. Lấy đi bảo cốt của ta. Tội không thể tha. Lâm Nhất phát ra tiếng gào thét, mắt lộ hung quang, trông vô cùng yêu dị. Hắn giẫm mạnh chân tại chỗ, ầm, tiếng bước chân nặng nề ẩn chứa kiếm ý hùng hậu, vô tận ma quang chấn vỡ hư không. Hắn dùng ngón tay làm kiếm, chỉ một phát đã đâm nát đế long ấn đang lao đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ phút này, kiếm ý thông thiên, có ta vô địch. Giờ phút này, không phong ma, không sống. Một kiếm chém vỡ đế long ấn, rồi lập tức lao đến trước mặt đế vũ. Hai ngón tay khép chặt mang theo ma quang đầy trời điểm lên ngực đế vũ. Ầm. Đạo giáp, lớp bảo vệ tánh mạng cuối cùng trên người hắn ta, lập tức sụp đổ, hóa thành mảnh vụn. Không, không, không. Đế vũ giống to, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn ta trông thấy Lâm Nhất rụt tay về, rồi lại nhanh như chớp chộp đến, năm ngón tay co lại thành chảo. Cũng như lúc trước hắn ta đào lấy bảo cốt của Lâm Nhất vậy, giờ chảo của Lâm Nhất đang hướng về phía viêm long chi tâm của hắn ta. Ầm. Tim rồng có cấm chế thần văn, khoảnh khắc Lâm Nhất đâm vào lồng ngực hắn ta thì đụng phải lực phản vệ cực lớn. Nhưng dường như hắn không chút để tâm, song linh đang xoay quanh giữa thiên địa lập tức vọt vào cơ thể hắn, hắn phát ra tiếng cười khoái trá mà dữ tợn. Gương mặt vốn tuấn tú tựa tinh linh giờ phút này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng xa lạ. Mái tóc dài cuồng loại bay múa, hắn hóa thành ma quân thừa nhận phản chế từ thần văn. Nhưng chung quy thần văn của hắn ta không ở trạng thái đỉnh phong, trước đó vốn có thể phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng đã bị Lâm Nhất nổ nát. Giờ phút này sao có thể cản được? Mặc cho hắn ta kêu gào thảm thiết cỡ nào, thê lương thế nào thì trước mắt bao người, viêm long chi tâm trong cơ thể hắn ta vẫn bị Lâm Nhất lấy đi. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe. Tim rồng như lửa bị Lâm Nhất nắm trong tay. Không. Đế vũ hét lên đầy tuyệt vọng, hắn ta vươn tay định cướp lại trái tim rồng trong tay Lâm Nhất, nhưng hiển nhiên đây là điều viển vông. Lâm Nhất trở tay tát bay hắn ta, rồi vẫy tay một cái cướp lấy túi chữ vật trên eo đế vũ. Đế vũ rơi vào trong nước, cả thánh tuyển linh chỉ lập tức sôi lên sùng sục, ý chí hỏa diễm còn sót lại trên người hắn ta bắt đầu tuôn ra một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mọi thứ xảy ra hết sức bất ngờ, rõ ràng ban nãy đế vũ còn tràn ngập khí thế, đánh Lâm Nhất liên tục lui lại. Thậm chí đến cả hai thánh linh của Lâm Nhất cũng lộ vẻ uể oải, mọi người còn cảm thấy hắn sẽ thua ngay lập tức. Chờ đợi Lâm Nhất chắc chắn sẽ là một kết quả cực kỳ thê thảm, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ai mà ngờ được chỉ thoáng chốc, Lâm Nhất đã một kiếm đọa ma, bỗng dưng biến hóa. Trong lúc mọi người không ngờ đến thì tình hình lập tức xoay ngược lại. Hắn chẳng những đánh bại đế vũ, còn đào ra trái tim viêm long của hắn ta. Phải công nhận rằng cảnh ấy khiến người ta nhìn mà chấn động không thôi, trong lòng Lâm Nhất cuối cùng cũng hả giận.
cuối cùng thù lấy xương cũng trả lại cả vốn lẫn lãi lại cho hắn ta, đầu óc của Lâm Nhất lập tức thông suốt, cả người cũng trở nên thoải mái. Nam giới tử đạp gió đứng trên mặt nước cũng sửng sốt, nhìn đế vũ ở trong nước mà không biết phải làm gì. Hắn ta lấy ra cả trái tim của Viêm Long luôn mà vẫn thua trong tay Lâm Nhất. Không ngờ lại thua thảm như vậy. Đế vũ nằm trên mặt nước, hắn ta vẫn chưa chết nhưng sự sống đang nhanh chóng trôi đi. Đôi mắt hắn ta ngơ ngác trống rỗng, bị sự thất bại trước giờ chưa bao giờ có đả kích. Hắn ta không cam tâm. Đế vũ đã chờ đợi trận chiến cuối cùng này rất lâu, giấu kín không dùng những con át chủ bài của mình đợi để lấy được vị trí đứng nhất. Hắn ta còn muốn xông pha ra tên tuổi của mình ở vùng đất đại thế kia, khiến mọi người trên đời này biết đến cái tên đế vũ. Nhưng mọi thứ đều đã bị phá hủy, hủy trong tay một người mà hắn ta chẳng thèm để ý đến như Lâm Nhất, và lại còn thua một cách hết sức chật vật. Không gian yên tĩnh như chết, không ai nói chuyện. Chỉ có vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất với vẻ kinh ngạc hoảng sợ, cả người cũng không khỏi run bần bật. Đế vũ cũng chết rồi hả? Dưới bảo kính thông thiên, trên mặt những trưởng lão của các tông môn siêu cấp đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của Lâm Nhất quả thật khiến họ phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng cái tính cách ăn miếng trả miếng, có thù chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi ấy của hắn lại làm họ cảm thấy ớn lạnh. Cả đám ánh mắt lập lòe, không biết đang nghĩ gì. Nhưng với Lâm Nhất thì một lòng hướng về phía kiếm đòi hỏi chính là ân oán rạch ròi. Nếu bị người ta bắt tay ức hiếp cũng thôi, đến cả long cốt cũng bị lấy đi mà vẫn phải nhịn thì. Hắn không làm được. Ma khí trên người Lâm Nhất vẫn chưa biến mất, trong mắt lập lòe ma quang, tóc dài bay phấp phới. Hắn cầm trái tim rồng, khóe môi cong cong nở một nụ cười ngả ngớn khiến người ta nhìn mà ớn lạnh. Trông hắn chẳng khác gì một vị ma quân. Ma quang bắt đầu khởi động và có xu hướng mạnh dần, Lâm Nhất cảm giác được suy nghĩ tàn ác trong người, nghĩ bụng chẳng trách chiêu này được gọi là cấm kỵ trong Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm. Không đọa ma, không sống được. Nhưng một khi đọa ma, khoái cảm và sức mạnh do sát niệm mang đến lại khiến người ta đắm chìm bên trong muốn ngừng mà không được. Phá! Lâm Nhất vẫn giữ lại một chút tỉnh táo, dùng kiếm ý thông thiên đại viên mãn đánh tan ma niệm. Tâm trí hắn vô cùng cứng cỏi, kiếm ý lại mạnh mẽ, nhưng dù vậy thì quá trình ấy vẫn cực kỳ nguy hiểm, từng luồng ma khí bị đẩy ra khỏi người hắn. Khuôn mặt Lâm Nhất lập tức vặn vẹo, gầm lên, ma quang trong mắt dần biến mất. Hừ! Nam giới tử đạp gió thấy cảnh đó thì trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn đang xua tan ma niệm trong lòng, có vẻ như chiêu kia cũng để lại một tai họa ngầm khá lớn. Ra tay đi! Lúc trước chúng ta hợp tác đánh hắn bị thương nặng, với tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đúng vậy, đây là một cơ hội đó. Chưa biết chừng, có thể nhân cơ hội này cướp lấy cả bảo cốt và trái tim rồng luôn ấy chứ. Chấm. Mấy người lén truyền âm với nhau, sát khí trong mắt dần trộn lẫn một vẻ tham lam, nhanh chóng đưa ra quyết định. Giết. Năm tên giới tử bay lên không, lần lượt thi triển võ học thánh linh. Năm thánh linh xé rách hư không, chấn động khung trời, hình thành một khí thể bàng bạc như biển sông về phía Lâm Nhất. Chỉ thoáng chốc, năm thánh linh đã kéo theo sát khí dập trời bay tới trước mặt Lâm Nhất. Nhanh thật! Tiếng hô thất thanh không ngừng vang lên trên thánh tuyển linh trì, mọi người còn đắm chìm trong sự chấn động khi đế vũ bị đào mất trái tim rồng, nên chưa kịp hoàn hồn, ấy vậy mà đã gặp phải cảnh tượng giống như lúc trước. Trước đó, năm giới tử cũng thừa dịp Lâm Nhất giết hoàng đồ. Bắt tay nhau đánh hắn bị thương nặng. Cũng vì lần bị thương nặng đó mà đã khiến cho Lâm Nhất bị cướp đi bảo cốt, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Giờ trong lúc Lâm Nhất đang xua tan ma niệm, mấy người kia lại nhân cơ hội này, tiếp tục bắt tay nhau đánh lén hắn. Hèn thật! Đám La Trấn thấy vậy thì hoảng sợ chửi ầm lên. Quá hèn hạ, nam giới tử kia quả thật vô cùng bỉ ổi, lúc gặp đế vũ còn giả bộ nói trận chiến quân tử gì đó. Nhưng khi gặp Lâm Nhất lại lần lượt đánh lén, còn ỷ nhiều hiếp ít. Song đúng lúc này, bất ngờ bỗng nhiên xảy ra, ma quang trong mắt Lâm Nhất hoàn toàn biến mất, ánh mắt sạch sẽ, thâm thúy. Keng, keng, tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm ý thông thiên trên người hắn lập tức ầm ầm bùng nổ, một luồng kiếm uy thương long ngang ngửa với thánh linh chợt tỏa ra từ Lâm Nhất. Tốc độ của năm thánh linh bị sức mạnh ấy ngăn cản, thoáng chốc chậm lại.
Đám người Ngự Phong lập tức biến sắc, sao có thể thế được? Ban nãy Lâm Nhất Hãy còn ma niệm dập trời, đau đớn khó nhịn, vậy mà thoáng chốc đã khôi phục bình thường. Ta dám loại bỏ ma niệm trước mặt các ngươi thì đương nhiên đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Mấy người các ngươi đúng là dám ra tay với ta thật luôn. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn đám người kia. Thì sao, trước đó có thể trấn áp ngươi thì giờ cũng có thể. Trong mắt Ngự Phong toát ra sát khí, chân nguyên trong người cuồn cuộn, huyết khí sôi sùng sục khiến uy áp của Thánh Linh càng trở nên khủng bố. Đã đâm lao phải theo lao, năm người đã đi đến nước này rồi, cũng không muốn quay đầu lại nữa. Huống chi, dù là đế vũ cũng không dám cứng đối cứng với đòn mạnh nhất của năm Thánh Linh. Ban nãy Lâm Nhất đã đánh một trận nên chắc hẳn đã tiêu hao rất nhiều. Vì vậy, phần thắng của năm người họ là khá lớn. Tới đúng lúc lắm. Lâm Nhất mở hai tay ra, đứng sừng sững giữa không trung, hoa diên vĩ nở rộ dưới chân, trong người bay ra vô số bóng kiếm. Thoáng chốc, chúng đã hình thành một kiếm trận khổng lồ. Kiếm trận tử diên, không gì sánh nổi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kiếm trận bắt đầu chuyển động, tiếng leng keng không ngớt bên tai. Ngay khi nó chuyển động, kiếm ý thông thiên đại viên mãn của hắn cũng bày ra sức mạnh khủng bố chưa bao giờ có. 18 luồng long văn tử kim hóa thành vô số long ảnh dung hợp một cách hoàn mỹ với kiếm trận. Thoáng chốc, kiếm quang và long ảnh đan xen khiến mảnh không gian này trở nên kiên cố không gì phá nổi, mặc kệ năm thánh linh đồng loạt đánh tới cũng chẳng làm ăn được gì. Giữa tiếng nổ rung trời, năm thánh linh lần lượt đánh tới, uy áp vừa chui vào đã bị kiếm trận xoắn nát. Lâm Nhất đứng giữa kiếm trận, xung quanh hoa diễn vĩ bay phấp phới như từng bông hoa tuyết. Khiến hắn trông giống như bông sen thanh khiết, thoát tục, không dính chút bụi trần. Điều này, sao có thể thế được? Giới tử Ngự Phong trợn to mắt, năm thánh linh đồng loạt tấn công vậy mà lại không phá nổi một kiếm trận nhỏ nhoi. Phá! Lâm Nhất không cho họ thời gian ngẩn người, quát to một tiếng, quần áo tóc tai trên người lập tức bay phần phật, tiếng chấn động phảng phất một khúc ca tuyệt diệu. 360 luồng kiếm quang và 18 long ảnh phá tan lực cản không gian điền cuồng nghịch chuyển, bóng băng phượng màu tím khổng lồ hót vang một tiếng. Cửu chuyển quy nhất, phượng minh chiêu dương. Ánh sáng mặt trời chói mắt kết hợp với bóng phượng bay tít lên cao khiến đôi mắt nam giới tử thoáng chốc bị đâm chảy máu. Ánh mặt trời tỏa sáng trong trận vượt xa những dị tượng mà trước đây Lâm Nhất đã thi triển, đánh tan xiềng xích chói buộc thiên phách tầng 5, tầng 6, tầng 7 xông thẳng lên tinh quân. Đôi mắt của ta. Hai mắt năm giới tử đều mù, họ hét lên thảm thiết, vội vàng chạy trốn. Áo bào trên người Lâm Nhất bay phần phật, khuôn mặt anh tuấn của hắn như kết băng, hai ngón tay khép lại vạch một cái. Phụt. Dưới một chỉ ấy, sức mạnh của kiếm trận thoáng chốc bùng nổ, đạo giáp trên người năm giới tử đang chạy trốn nổ tung. Kiếm ý xuyên thủng cơ thể, điên cuồng tàn phá khiến họ đau đớn hét lên thảm thiết, rên rỉ không dứt. Đế vũ vẫn chưa chết, sự sống vẫn chưa khô kiệt thấy vậy trong đầu lập tức nổ tung. Là thật. Trước đó, Lâm Nhất nói đánh bại hắn ta thì dễ thôi, chỉ là muốn giết chết hắn ta nên ban nãy mới rắc rối như vậy. Đế vũ còn không tin, nhưng nhìn thấy tình trạng thê thảm hiện nay của năm giới tử thì không tin cũng phải tin. Mọi lòng tin của hắn ta hoàn toàn sụp đổ, sức sống cũng nhanh chóng trôi đi. Giờ phút này. Thánh Tuyển Linh Trì hoàn toàn là một đống đổ nát. Cảnh tượng trước mắt quả thật chẳng thể diễn tả thành lời, đế vũ bị đào ra trái tim, hoàng đồ bị giết, nam giới tử bị chọc mù hai mắt sống không bằng chết. Mà người làm nên tất cả chuyện này lại là Lâm Nhất. Con ngựa ô đến từ huyền hoàng giới, sau khi quét ngang tam đại chiến giới ở thành Phong Lăng, lại khiến ánh hào quang của mình tỏa sáng đến cực hạn ở trận chiến cuối cùng này. Ha ha! Vị trí nhất bảng của trận chiến cuối cùng chắc hẳn là thuộc về Lâm Nhất rồi, trưởng lão Sơn Trang Lôi Hỏa tỏ vẻ nhìn chúng Lâm Nhất lúc trước nở nụ cười, xoa cằm nói. May mà tình hình hiện nay cũng không phải không thể giải quyết. Chỉ cần Lâm Nhất bằng lòng đến Lôi Hỏa Tông thì những điều trước đó cũng không coi là rắc rối gì lớn, tông môn siêu cấp có được của cải khổng lồ đến khó tin ở hoang cổ vực. Dù thế gia thánh giả cũng chẳng thể so sánh với họ. Nếu Lâm Nhất là đệ tử trung tâm của Lôi Hỏa Tông, đừng nói giết hoàng đồ, dù giết sạch 10 đại giới tử thì những thế gia đứng sau các chiến giới kia cũng chẳng dám nói gì. Chút chuyện ấy Lôi Hỏa Tông vẫn giải quyết được.
Giờ vấn đề là cảnh giới của Lâm Nhất chỉ có thiên phách tầng 5, nhưng tiềm lực mà hắn bày ra lại đáng để họ phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu Lâm Nhất có lai lịch sánh ngang với chiến giới thì những trưởng lão kia đã chẳng băn khoăn rồi. Trận chiến cuối cùng này cũng coi như có thể tuyên bố kết thúc rồi, phong mang của Lâm Nhất quả thật có 102. Hào khí như vậy quả thật phù hợp với tính tình của Sơn Trang Phi Tuyết ta, lại có ông lão khẽ cười nói. Trước đó họ còn chần chờ, nhưng thấy Lâm Nhất dùng kiếm trận quét ngang năm giới tử xong thì đều đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Người này, không phải kẻ tầm thường. Dù có lai lịch thấp kém, hơi có chút tỉ vết, nhưng khi đến với đại thế thì chắc chắn sẽ như chân long rời bến, tương lai đầy triển vọng. Mùi hoa còn chưa biến mất. Giờ bàn đến chuyện kết thúc vẫn còn sớm lắm, trưởng lão Kim Tuyệt của Huyền Thiên Tông vẻ mặt khó coi, hừ lạnh nói. Mấy trưởng lão còn lại biết ông ta có dây mơ dễ má với chiến giới thần U, nên ghét Lâm Nhất thì đều nở nụ cười không cãi cọ với ông ta làm gì. Tuy Huyền Thiên Tông là bá chủ trong số các tông môn siêu cấp khiến họ có hơi kiêng kỵ, nhưng nơi này là con đường thông thiên có thánh minh quản lý. Dù ông ta muốn giết Lâm Nhất như thế nào, cũng chẳng thể ra tay với hắn trước mặt mọi người. Cũng chẳng quản được việc Lâm Nhất gia nhập môn phái của ai. Tuy Huyền Thiên Tông là bá chủ, nhưng còn chưa đến mức có thể một tay che trời. Kim Tuyệt nhìn sắc mặt mấy người họ, trong mắt lộ vẻ đăm chiêu, không khỏi cười khẩy, nói, đắc ý nhất thời cũng chẳng là gì cả, có thể cười đến cuối cùng mới xem như có bản lĩnh, tiểu tử này vẫn còn kém xa. Có ý gì? Trưởng lão của các tông môn siêu cấp khác lộ vẻ nghi ngờ, dường như Kim Tuyệt rất chắc chắn. Hiện tại, Lâm Nhất nổi bật như thế, có thể nói là quét ngang tất cả các giới tử, thử hỏi đám người giới tử thần U giờ vẫn chưa rõ tâm tích kia liệu có cơ hội lật ngược thế cờ hay không. Ngay khi mọi người còn hoang mang, chưa rõ, thì chợt có một tia chớp xé rách vòng trời, tia lửa điện chói mắt chiếu rọi toàn bộ thánh tuyển linh trì. Vô số lôi vân bắt đầu hội tụ, kế đó, hoa tinh ma lả tả từ rơi xuống. Số lượng hoa tinh ma cực nhiều. Gần như bằng với dị tượng xảy ra khi 10 phương giới tử cùng độ kiếp. Trước ánh mắt mọi người, một lượng lớn hoa tinh ma rơi xuống thánh tuyển linh trì, rồi chìm vào đáy nước. Việc này, mọi người quá mức sợ hãi, có người đang độ kiếp. Kiếp thiên phách tầng 7. Đây là một kiếp cuối cùng của cảnh giới thiên phách, một khi vượt qua liền đạt đến cảnh giới thiên phách cực hạn. Toàn bộ người có mặt tại thánh tuyển linh trì đều thẳng thốt. Bọn họ hoảng sợ không thôi, ùn ùn viễn đột, nhanh chóng vọt lên bờ thánh tuyển linh trì. Mặt nước bao la thoáng cái trở nên vắng vẻ, phóng mắt có thể thấy hết toàn bộ, giữa một trời thiên hương thánh dịch la đà có một bóng dáng màu xanh vẫn đứng hiên ngang. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất, dường như bọn họ đã đoán ra được ai đang độ kiếp ở đáy nước rồi. Việc này thật sự khiến người ta chỉ biết nghẹn họng mà nhìn, thật không thể tưởng tượng nổi. Đám người vốn bị đánh bại rõ ràng có cơ hội lật ngược tình thế. Đợt kiếp thiên phách thứ 7 cực kỳ hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, bọn họ lựa chọn độ kiếp ở đáy nước hẳn là ở đó, đám người này đã gặt gái được cơ duyên kinh người, nắm chắc 10 phần sẽ vượt qua kiếp nạn lần này. Ngẫm lại cũng đúng thôi, nếu không đủ cơ duyên, sao có thể thăng cấp lên tu vi thiên phách tầng 7 trong một khoảng thời gian ngắn như thế được. Hoa tinh ma hết đóa này đến đóa khác rơi xuống. So với bông tuyết còn xinh đẹp, kiều diễm và ướt át hơn, toát lên sắc thái mê người. Kiếp lôi trên vòm trời không ngừng sao động, bao phủ toàn bộ thánh tuyển linh trì, mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm ứng được ba luồng khí tức cực kỳ đáng sợ phát ra từ đáy nước, cùng với hoa tinh ma chìm xuống, ba luồng khí tức kia ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thân phận ba người đang độ kiếp được bộc lộ rất rõ, đó chính là giới tử thần U. Thiên Càn và Huyền Long, một trong 10 giới tử và cũng là những kẻ bại đầu tiên trong tay Lâm Nhất. Trên trời sao, có rất nhiều trưởng lão thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nói, hương hoa ở đáy hồ tích tụ mấy ngàn năm, có rất nhiều tạp chất, có lẽ cũng không tinh khiết. Hừ, việc nhỏ mà thôi, lão phu đã từng nói trận chung kết ngày hôm nay còn chưa đến lượt tên nhóc kia giành lấy vị trí đầu bảng, giữ được mạng đã là không tệ rồi, trưởng lão Kim Tuyệt cười khẩy, thờ ơ nói. Tiêu rồi. Các trưởng lão sầm mặt. Bất kể Lâm Nhất có tài giỏi đến mức nào đi nữa thì một khi ba người thần U thăng cấp lên thiên phách tầng 7, đối mặt với sự chênh lệch giữa hai cảnh giới, hắn gần như không có đường sống. Ha ha ha.
Đáy nước có tiếng cười quen thuộc vọng lên, đó là giọng của giới tử thần U. Mọi người có thể cảm nhận được sự cuồng ngạo cùng lửa giận của giới tử thần U trong tiếng cười đó. Hắn ta muốn đòi lại toàn bộ sự sỉ nhục trước đó. Tiểu tặc Lâm Nhất, mau nhận lấy cái chết. Cùng với một tiếng quát kinh thiên, ba bóng người vọt lên khỏi mặt nước. Trên người ba giới tử thần U, Thiên Càn và Huyền Long bộc phát hào quang vô cùng sáng chói, mỗi một người đều toát lên khí tức thiên phách tầng 7. Trong mắt một số người lóe lên tia khác thường, không khỏi nhíu mày, dường như cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của bọn họ. Khí tức trên người ba người này vô cùng hỗn loạn, có vẻ như thăng cấp khá vội vàng, còn lâu mới bị được với sự bá đạo và duệ khí chân chính khi hoàn toàn thúc dục bảy khí hải ở cảnh giới thiên phách. Tuy nhiên, đây vẫn là thiên phách tầng 7 hàng thật giá thật, ba người triển khai toàn bộ bảy khí hải, uy áp trên người mỗi người đều vô cùng đáng sợ. Sau lưng mỗi người đều toát ra thánh linh đầy uy lực. Đến thiên phách tầng 7, huyết khí của bọn họ tăng vọt, đương nhiên thánh linh thuộc về bọn họ nước lên thì thuyền lên, phát ra áp lực kinh người. Nhưng mấy người kia vừa lộ khỏi mặt nước thì toàn bộ thánh tuyền linh chỉ đột nhiên gợn sóng, trước ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, mặt nước chợt điên cuồng hạ xuống. Một luồng kiếm ý cực kỳ sắc bén quét ngang mặt hồ, thoáng cái đã tạo thành một vòng xoáy có đường kính vài trăm mét ở trung tâm linh trì. Ầm ầm. Trong vòng xoáy, ánh sao vô tận sộc thẳng lên trời, một thanh cự kiếm từ trong đó vọt lên, ngang trời xuất thế. Hào quang bắn ra từ thanh kiếm kia quá mức lóa mắt, khiến cho bóng của đám thần U hoàn toàn bị nhấn chìm trong đó. Uy áp trên người bọn họ cũng ngày càng mờ nhạt, mất đi sắc thái, không cách nào so sánh được với kiếm quang cuồn cuộn, mênh mông trải rộng khắp mọi tấc không gian trong thiên địa. Dường như toàn bộ trời đất đều bị một kiếm này giam cầm. Mọi người đều sợ ngây người. Cả đám chừng muốn rớt cả trong mắt. Phong thái của kiếm này quá mức kinh diễm, có người đắm chìm vào đó, không cách nào thoát ra được. Ánh sáng bắn ra bốn phía, muôn màu muôn vẻ, hào quang đã vượt trội hơn cả đạo khí. Soạt. Trong luồng kiếm quang rung động thế gian kia, một bóng người phá vỡ yên lặng, xuất hiện ở cạnh chuôi kiếm và nắm lấy nó. Giờ phút này, một âm thanh như vỡ vụn vang lên. Mọi người có cảm giác như bảo vật mà mình yêu quý nhất bị cướp đi, vô cùng đau lòng. Trong hào quang, bóng người kia mông lung, mờ ảo, cũng bị ánh sáng từ kiếm quang che lấp. Nhưng khoảnh khắc hắn nắm lấy chuôi kiếm thì khuôn mặt kia lại được chiếu rọi vô cùng rõ ràng trước mắt mọi người. Đó là một khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô, từng đường nét hoàn mỹ, không tì vết. Mi tâm có một ấn ký càng tăng thêm phong thái tuyệt thế. Không phải Lâm Nhất thì còn có thể là ai? Giờ phút này, trong lòng mọi người đều không bình tĩnh, thanh kiếm kia thế mà lại là kiếm của Lâm Nhất. Táng Hoa là tên của thanh kiếm vô song ấy, đây mới là hào quang vốn có của nó ư. Nửa đời bèo tấm theo nước trôi đi, rông gió một đêm chôn vùi cánh hoa. Hồn như cành liễu la đà, người đi ta ở, biết bao mùa thu. Ta, người mai táng hoa cũng táng người. Chưa chờ mọi người hoảng sợ, Lâm Nhất cầm kiếm, ánh mắt quét qua thân kiếm, sau đó cả người nhoáng lên, xông đến trước mặt đám người thần U. Mọi thứ nói ra thì dài, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đám giới tử thần U vừa lao ra khỏi mặt nước, còn chưa kịp nhìn mặt Lâm Nhất thì hắn đã cầm táng hoa xông đến trước mặt họ. Ta có một kiếm, chờ các ngươi đã lâu. Lâm Nhất rũ mắt nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Trong khi nói chuyện, một kiếm kia cũng chém tới. Tất cả hoa tinh ma trong khí hải của hắn đều bùng cháy, cơ thể trong suốt lóng lánh như ngọc. Kiếm quang do hắn thi triển gây ra dị tượng mênh mông cuồn cuộn, rào rạt sức sống chưa từng có. Kiếm quang hóa thành một dáng mây hồng nhuộm đỏ cả bầu trời trông hết sức mỹ miều, còn đẹp hơn cả hoa tinh ma nở rộ rất nhiều. Ánh sáng trên thế gian, cái nào cũng muôn màu muôn vẻ. Nhưng đây lại là màu sắc huy hoàng mà ta thấy được. Là sơ thủy chi kiếm chỉ thuộc về một mình Lâm Nhất. Đám người thần U thoáng chốc hoảng sợ biến sắc, lúc Lâm Nhất đánh tới lập tức liều mạng vận chuyển chân nguyên và huyết khí định ngăn cản một kiếm ấy. Nhưng một kiếm này lại cực kỳ đáng sợ, Lâm Nhất đã chờ họ từ lâu. Phụt! Đợi đến khi kiếm quang bổ xuống, mọi thứ đều mai một, ba giới tử chết thảm. Sạch sẽ dứt khoát, không hề có cơ hội xoay chuyển đất trời, cũng chẳng có vật lộn. Một kiếm. Một kiếm của Lâm Nhất làm lơ kiếp thiên phách,
đạt tới thiên phách tầng 7 trực tiếp chém chết đám giới thần U. Họ hoàn toàn bị chém chết mất xác, hóa thành cát bụi mai một, thần tiên cũng không cứu nổi. Đến cả cặn cũng không còn, mọi thứ nhanh tới nỗi mọi người chẳng kịp thở hay suy nghĩ được gì. Kiếm ý đỉnh cấp, chuôi kiếm đỉnh cấp, kiếm chiêu đỉnh cấp đã tạo ra một kiếm mạnh nhất trong cuộc tranh tài vạn giới trên con đường thông thiên. Ba người thần U trốn mọi người lẻn vào dưới đáy thánh tuyển linh trì, tự cho rằng hoàn mỹ không ai biết. Đợi đến khi mọi người trên mặt nước đánh người chết ta sống, họ lại xuất hiện nhặt của hời, dẫm tất cả dưới chân. Họ nghĩ rất hay, nhưng sự thật lại hết sức tàn khốc. Mọi người trên đời này ai cũng có thể quên họ, nhưng riêng Lâm Nhất lại không. Mục đích lớn nhất của hắn khi đến đây không phải để tranh vị trí đầu bảng, mà là giết ba người họ. Trên cao nguyên Hoàng Sa, ba người cử cao thủ chặn đường hắn thì trong lòng Lâm Nhất đã muốn giết họ rồi. Sau khi đến thành Phong Lăng, họ lại tổ chức đại hội sát yêu, làm nhục Nguyệt Phi Vi trước mặt mọi người thì hắn và họ đã như nước với lửa. Người không chọc ta không chọc người. Nếu người chọc ta thì ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Trong lòng Lâm Nhất chưa bao giờ quên nỗi căm hận ấy, cũng không dám quên. Hắn hận sự vô dụng, hận sự bất công, hận kiếm tâm không thuận. Không, không thể nào. Đế Vũ vẫn còn thoi thóp nằm trên mặt nước, trợn tròn đôi mắt không tin nổi vào mắt mình. Hắn ta cảm thấy mình thật thảm, sắp chết rồi còn bị Lâm Nhất vả mặt hết lần này đến lần khác khiến hắn ta chết cũng không yên. Giận dữ không nguôi, ức chế muốn chết. Lúc trước, Lâm Nhất dùng kiếm trận tử diện đánh bại nam giới tử khiến họ mù lòa, sống không bằng chết đã đả kích rất nhiều đến Đế Vũ. Điều đó đánh nát chút ý chí sống còn lại của hắn ta, khiến niềm kiêu hãnh của Đế Vũ bị dẫm đạp một cách thậm tệ. Hóa ra những điều Lâm Nhất nói là sự thật, đối phương muốn đánh bại hắn ta thì chỉ là chuyện nhỏ. Mọi việc trở nên rắc rối như vậy là vì không muốn chừa chút hy vọng sống nào cho hắn ta thôi. Giờ Lâm Nhất trực tiếp giết chết tam đại giới tử chỉ với một kiếm, khiến Đế Vũ hoàn toàn hết hy vọng. Nếu lúc đó trong tay Lâm Nhất có kiếm và sử dụng đòn sát thủ này để giết hắn ta thì chắc cũng chỉ là chuyện còn con. Ngoài các trưởng lão ra, với sự kết hợp giữa bảo kiếm vô song, kiếm ý thông thiên và cả một kiếm chấn động cổ kim ấy của Lâm Nhất thì còn ai dám ngăn cản hắn trên con đường thông thiên này nữa? Ai có thể đỡ được một kiếm ấy? Chẳng ai cả. Thương thay cho những người đang cạnh tranh lúc này như họ, kết quả cũng chỉ đáng một kiếm của người khác, đúng là đáng buồn. Nhớ ban đầu, hắn ta nghe thấy người khác nhắc đến tên Lâm Nhất, nói hắn giết người chỉ bằng một kiếm, hắn ta còn khinh bỉ chẳng thèm đoái hoài. Đến giờ nghĩ lại, quả thật buồn cười. Hắn ta cong môi nở một nụ cười chua xót, nhưng không phải xoắn xuýt vì sự mạnh mẽ của Lâm Nhất. Hắn ta có tư chất hơn người, bản thân cũng là yêu nghiệt đỉnh cấp. Dung hợp với trái tim Viêm Long cũng là một việc hết sức khó khăn. Đế Vũ có thể sống sót đã chứng tỏ thực lực của hắn ta hơn xa những giới tử khác. Tư chất võ đạo của Đế Vũ không thua gì Lâm Nhất, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Hơn nữa, lai lịch và của cả của hắn ta cũng không phải điều Lâm Nhất có thể sánh bằng. Đế Vũ vô cùng thông minh, thậm chí 9 giới tử khác cộng lại cũng chẳng bằng một ngón tay út của hắn ta. Nếu không có Lâm Nhất, hắn ta chắc chắn sẽ du ngoạn trên đỉnh, miệt thị các anh tài khác, đứng đầu không ai dám tranh. Nhưng Đế Vũ quá thông minh, hắn ta loáng thoáng đoán được Lâm Nhất có được thực lực khủng bố như ngày nay, có lẽ là do chính hắn ta đã tặng cho hắn. Trước khi bị đào mất long cốt, Lâm Nhất rất mạnh, nhưng kiếm ý của hắn rõ ràng chỉ là đại thành, trình độ kiếm đạo cũng không mạnh đến nỗi khiến người ta phải ngước nhìn. Song, khi long cốt bị lấy mất, trong khoảnh khắc sống còn ấy lại khiến kiếm ý của Lâm Nhất đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi là thông thiên đại viên mãn. Nếu Đế Vũ không ra tay thì Lâm Nhất chắc chắn sẽ không tiến bộ một cách vượt bậc như vậy trong thời gian ngắn. Nếu hắn ta không lấy mất long cốt, mà trực tiếp bóp nát đầu Lâm Nhất thì đã chẳng có hắn của hiện tại rồi. Nhưng trên đời này lại không có chữ nếu, giờ có nói gì cũng vô dụng. Tim rồng của hắn ta đã bị đào mất rồi, giờ muốn mấy thứ này thì có tác dụng gì đâu chứ. Lại nói, hắn ta cũng có chút hận bản thân, vì sao nội tình của mình lại mạnh như vậy. Nếu có thể yếu lại một chút thì khoảnh khắc bị Lâm Nhất moi lấy tim rồng, hắn ta đã sớm chết rồi, chẳng cần phải sống tạm đến bây giờ, trước khi chết còn bị Lâm Nhất kích thích, phải trơ mắt nhìn tên đó bước lên đỉnh cao. Việc này khiến hắn ta chết cũng không cách nào nhắm mắt được.
trời đất chìm vào yên lặng, tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong ánh sáng chói lọi từ một kích đỉnh cao của Lâm Nhất. Bọn họ ngây ra như phỗng, chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả các trưởng lão của tông phái siêu cấp đang ở trên trời sao cũng không cách nào tưởng tượng nổi, cả bọn há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ vốn có tầm mắt rộng lớn, thực lực hơn người, cảnh giới cũng rất cao. Mỗi một người đều là rồng trong loài người. Với tầm mắt của bọn họ, đương nhiên bọn họ đã từng chứng kiến những sát chiêu còn khủng bố hơn một kiếm này của Lâm Nhất, nhưng với tầm mắt đó thì bọn họ cũng nhìn ra được ở cảnh giới thiên phách, một kiếm này có ý nghĩa như thế nào. Thậm chí, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên hình dung Lâm Nhất như thế nào, ngoại trừ một chữ yêu, e rằng không có từ nào có thể mô tả được hắn. Quá yêu! Sau một kiếm phong ma, một kiếm này lại có phong thái như tiên. Bọn họ là những người sực tỉnh đầu tiên, cả đám nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng, đây chính là kỳ tài mà bọn họ muốn tìm trên thiên lộ. Trong vạn người không có một người, trên cả tuyệt đỉnh, có phong thái vô địch siêu phàm. Hiện tại, tuy cảnh giới của hắn còn thấp, nhưng không sao cả, hạ giới vốn thiếu thốn linh khí, chứ không phải thiên phú hắn không bằng người. Một khi giáng xuống Côn Luân, ắt tu vi sẽ có sự tăng trưởng nhảy vọt. Làm càn. Nhưng khi mọi người còn đang suy nghĩ, đang không biết nên mở miệng như thế nào, thậm chí có người đã sắp kìm không được định lên tiếng thì giữa trời sao đột nhiên vang lên một tiếng giống xé trời. Sát ý khủng bố chấn cho ánh sao tán loạn, một luồng lực tinh nguyên vô biên và hùng hậu bộc phát từ trong cơ thể trưởng lão Kim Tuyệt. Một vài trưởng lão quay đầu nhìn lại thì phát hiện sắc mặt của ông ta vô cùng khó coi. Cũng đúng, vừa nãy ông ta còn cười khẩy, ánh mắt khi nhìn Lâm Nhất tràn đầy khinh thường và mỉa mai, xen lẫn trong đó còn có sự chán ghét, hệt như ánh mắt khinh miệt của mười phương chiến giới khi nhìn đám tiện chủng hạ giới vậy. Nhưng chính Lâm Nhất, kẻ mà ông ta vẫn luôn dùng ánh mắt miệt thị để nhìn, lại một kiếm chém giết ba giới tử, nhanh đến mức ông ta muốn ra tay cứu giúp cũng không kịp. Nét cười trên mặt ông ta còn chưa tiêu tan, vậy mà đã bị vả mặt ngay lập tức, bất kể là ai cũng không thể chấp nhận được. Nhưng dần dần, sắc mặt một vài trưởng lão bỗng trở nên nghiêm túc, bởi vì bọn họ cảm nhận được sát ý của Kim Tuyệt. Lúc này, một vị trưởng lão áo xám thuộc Lôi Hỏa Tông vốn cực kỳ xem trọng Lâm Nhất chợt mở miệng, Kim Tuyệt, ông định làm gì, trận chung kết vốn không hạn định sinh tử, và nơi này là thiên lộ chớ không phải Huyền Thiên Tông. Hừ, hắn giết những giới tử khác, ta chẳng quan tâm, nhưng nếu giới tử thần U chết thì hắn phải trả một cái giá đắt. Dù có là thánh minh thì cũng không ngăn được lão phu. Sắc mặt Kim Tuyệt âm u, sát ý sộc thẳng lên trời, thình lình, ông ta xông về phía Lâm Nhất. Lão già này. Nhìn thấy cảnh này, trưởng lão của Lôi Hỏa Tông cùng các tông môn khác thoáng sững sờ, rồi quát ầm lên. Nếu lão ta quyết ý, không tiếc bất cứ giá nào để giết Lâm Nhất thì quả thật bọn họ không cách nào cản được. Đương nhiên, chủ yếu là bọn họ không nghĩ đối phương lại ti tiện đến vậy, dám ra tay với Lâm Nhất ngay trước mặt mọi người. Nên biết, trận chung kết còn chưa hoàn toàn kết thúc đâu. Tuy trước đó, có nghe đồn rằng lão già này đã âm thầm nhúng tay vào trận tranh đấu trên thiên lộ, nhưng không có chứng cớ nên cho đến nay, mọi người vẫn chưa hoàn toàn xé rách mặt với lão ta. Ông muốn giết hắn thì giết ta trước đi. Một bóng dáng xinh đẹp đánh vỡ giam cầm, lao thẳng đến như một tia chớp, ngăn trước mặt Lâm Nhất. Nàng ta khoác một bộ áo đỏ, bên hông dắt ống tiêu, gương mặt trắng nõn nà, tuyệt sắc khuynh thành, xinh đẹp động lòng người. Là Nguyệt Phi Vi. Khi trưởng lão Kim Tuyệt phân tâm, bảo kính thông thiên cũng mất đi lực lượng, không còn mạnh mẽ như lúc ban đầu, nàng ta đã nhân cơ hội phá vỡ phong ấn, khí tức trên người thoáng cái nhảy lên đến cảnh giới tinh quân, ngay trong một khoảnh khắc thoát khỏi giam cầm. Ở thời điểm Lâm Nhất còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã không chút do dự ngăn trước mặt hắn, mặc cho một trưởng phong bạo xé rách hư không, diễn sinh ra vô số dị tượng của đối phương đánh xuống người mình. Muốn chết! Trưởng lão Kim Tuyệt nổi giận, ông ta đã sớm chán ghét nữ tử yêu mị này, nên cũng mặc kệ, định bụng sẽ đánh chết luôn cả nàng ta. Tinh nguyên trong cơ thể ông ta liên tục rót vào một huyền khí nào đó, u u không dứt, hào quang trên người ông ta bùng lên, trong cơ thể ông ta dường như có một biển sao, giữa biển có một dấu ấn cực kỳ khủng bố, hệt như một tòa thánh sơn đứng sừng sững ở đó. Nhưng khi một trưởng này đánh xuống, Kim Tuyệt đột nhiên phát hiện một luồng khí tức cực kỳ tôn quý phát ra từ trên người Nguyệt Phi Vi.
thần thánh cổ xưa, mênh mông mà xa xăm. Tộc Thiên Hồ, đây chính là hậu thế của đại yêu. Sắc mặt Kim Tuyệt thay đổi, ông ta lập tức thu tay lại, nhìn chòng chọc vào Nguyệt Vi Vi, gằn giọng nói, phụ thân ngươi là ai? Nguyệt Vi Vi tóc xanh như thác nước, vẻ mặt kiên nghị, nàng ta không đáp lại đối phương, mà chỉ lạnh lùng nói, ta tên là Nguyệt Vi Vi. Họ Nguyệt này, đồng tử Kim Tuyệt co mạnh, ông ta chợt nhớ tới điều gì đó, cảm giác hoảng sợ bất giác ùa về. Ông ta chăm chú nhìn lại, trên người đối phương ngoại trừ huyết mạch Thiên Hồ, quả thực có một tia khí tức thuộc về kẻ đó, luồng khí tức khiến ông ta phải kiêng kỵ. Nhưng nghĩ đến chuyện giới tử thần U chết thảm, sát ý trong mắt ông ta lại lần nữa ngưng tụ, lạnh giọng nói, nơi này là thiên lộ, còn chưa đến phiên ngươi làm càn, ngươi nên tránh ra một biên. Cái chết của giới tử thần U ắt phải có kẻ gánh chịu hậu quả. Nhóc con, ngươi không cản được ta. Cứ để ông ta đến đây. Lâm Nhất đứng sau lưng Nguyệt Vi Vi, sắc mặt hắn không hề thay đổi, khi ra tay giết giới tử thần U, hắn đã biết mình sẽ phải trả một cái giá lớn. Lão quỷ này không màng mặt mũi, muốn đích thân ra tay với hắn, nhưng hắn cũng không sợ. Thương khung thánh y do Thương Long chi chủ để lại sẽ khiến đối phương có một bất ngờ sâu sắc. Ta không. Nhưng Lâm Nhất lại không ngờ khi hắn nói ra những lời này, cảm xúc của Nguyệt Vi Vi dường như phải chịu một sự đả kích cực lớn, nàng ta gào lên, ta không muốn huynh chắn trước mặt ta. Lâm ca ca, huynh đứng sau ta được không, cầu xin huynh đấy, chỉ lần này thôi. Ta thật sự không nhìn được cảnh Lâm ca ca bị đào đi bảo cốt, trong khi ta không làm được gì cả, ta không muốn huynh chắn trước mặt ta. Nàng ta điên cuồng gào thét, lệ rơi đầy mặt, gương mặt tuyệt thế kia, ngày thường vô cùng tao nhã, tuyệt sắc, nhưng giờ lại không còn sót lại chút gì, nàng ta gào khóc thảm thiết, trông vô cùng bất lực. Nhưng trong đôi mắt mờ mịt như sương mù kia lại không hề có một chút khiếp nhược nào cả, nàng ta đứng chắn trước mặt Lâm Nhất, không chút hoảng sợ. Lâm Nhất ngỡ ngàng, hắn chưa từng nghĩ cô bé vẫn luôn bày ra dáng vẻ mềm mại tựa ánh mặt trời trước mặt mình, cô bé luôn miệng gọi hắn là Lâm ca ca, cũng có một mặt kiên cường như vậy. Nguyệt Vi Vi nhìn về phía Kim Tuyệt, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch, nàng ta hiên ngang nhìn đối phương, nếu ông buông tha cho Lâm ca ca, ta sẽ bỏ qua chuyện trước đó ông từng lén lút ra tay với ta. Nguyệt Vi Vi này chỉ cầu ông đừng tổn thương Lâm ca ca mà thôi. Không. Lâm Nhất siết chặt nắm đấm, trong lòng hắn bùng lên sát ý dữ dội. Lão già Kim Tuyệt này đúng là quá mức vô sỉ. Kim Tuyệt chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, không hề nhúc nhích, trong lòng ông ta đã sớm có quyết định, gằn giọng nói, cầu xin ta. Cầu xin ta cũng vô dụng, không đi thì chết cùng hắn luôn đi. Ầm ầm. Vừa dứt lời, ông ta liền đánh ra một chưởng, trời sao cũng theo đó mà rung lắc dữ dội. Mọi người đều cảm nhận được một luồng khí tức hủy thiên diệt địa phát ra từ trên người ông ta. Sức mạnh kia vốn không phải người thường có thể tưởng tượng được. Vèo. Lâm Nhất bước nhanh lên trước, ôm Nguyệt Vi Vi vào lòng, sau đó xoay người lại. Hắn nhìn thiếu nữ trong lòng mình, khẽ nói, thật xin lỗi, muốn ta đứng phía sau cô, ta làm không được. Nhìn thấy cảnh này, Kim Tuyệt mừng rỡ không thôi, thậm chí khóe miệng ông ta vô thức nhếch lên cao. Để lộ nụ cười đắc ý. Nếu Nguyệt Vi Vi cản phía trước, ông ta sẽ có rất nhiều kiêng kỵ, ai ngờ tên nhóc này lại chủ động đưa đến cửa, để lộ lưng cho ông ta. Đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng khi một chưởng của ông ta sắp vỗ vào lưng Lâm Nhất thì đột nhiên một luồng yêu quang xẹt đến, một bóng người ngăn trước hắn, đồng thời đánh ra một quyền. Phốc! Tiếng nổ mạnh vang lên trong hư không, khóe miệng Kim Tuyệt tràn ra tia máu. Ông ta trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Người vừa ra tay yêu khí trùng thiên, hắn ta nhìn về phía Kim Tuyệt, lạnh lùng nói, mấy năm nay, Huyền Thiên Tông đúng là ngày càng lộng quyền, ngay cả tiểu thư nhà ta mà cũng dám động. Yêu khí khủng bố tràn ngập trên vòm trời Thánh Tuyền Linh Trì. Tất cả mọi người đều bị người vừa xuất hiện làm kinh ngạc. Không chỉ một quyền đánh bay Kim Tuyệt, mà người này còn khiến ông ta bị thương không nhẹ. Không chỉ riêng những nhân tài kiệt xuất trên thiên lộ kinh ngạc, mà ngay cả các trưởng lão của các tông môn siêu cấp dưới bảo kính thông thiên cũng lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt bọn họ lóe lên tia khác thường. Bên dưới, đám tiểu bối không biết thực lực của Kim Tuyệt khủng bố đến mức nào, cũng không nhìn ra được cảnh giới của ông ta, nhưng những trưởng lão như bọn họ lại biết rất rõ. Lại nói,
trên thân người kia toát lên yêu khí, đã biểu lộ rất rõ thân phận của hắn ta. Đó là một đại cao thủ của yêu tộc, thực lực sâu không lường được, hoàn toàn không thua kém những trưởng lão như bọn họ. Một cao thủ như vậy đã đến thiên lộ từ lúc nào? Là hắn. Lâm Nhất buông Nguyệt Phi Phi ra, ngẩng đầu nhìn bóng dáng toát ra yêu quang kia, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Là Trần Tầm ở khu vực Thương Long. Người này và hắn cũng không thân, chỉ gặp mặt vài lần, cảm thấy đối phương có chút thần bí, nhưng không ngờ thực lực của hắn ta lại khủng bố đến mức như vậy, có thể nói là đạt đến trình độ kinh người. Ngay cả trưởng lão Huyền Thiên Tông cũng lỗ vốn trong tay hắn ta. Hắn nhìn không thấu cảnh giới của Kim Tuyệt, chỉ thoáng cảm giác được ít nhất là trên thần đan. Đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Vi Vi bừng sáng, nàng ta kinh ngạc nói, là Tam Sư Huynh, sao Huynh ấy lại đến đây? Tam Sư Huynh, Lâm Nhất tỏ vẻ nghi ngờ. Nguyệt Vi Vi giải thích, Huynh ấy là đệ tử của cha ta, nhưng ta lén chạy đến đây, đáng lẽ ra không có ai biết mới đúng. Lâm Nhất không đáp, e rằng mọi chuyện không đơn giản như Nguyệt Vi Vi nghĩ. Trước đó, hắn cảm thấy Trần Tầm rất quái lạ, rõ ràng là thần bí khó lường, thực lực lại rất mạnh, nhưng chưa từng để mắt đến truyền thừa tại khu vực Thương Long. Thậm chí, ngay cả truyền thừa trên tạo hóa ở Bảo Điện Thương Long mà hắn ta cũng không màng tranh đoạt. Khi mới tiến vào Thương Long cấm giới, đối phương đột nhiên tiếp cận hắn. E rằng lúc đó là vì nghe được chuyện giữa hắn và Nguyệt Vi Vi nên cố tình đến dò xét hắn đấy. Muốn chết. Tiếng gào thét của Kim Tuyệt đã cắt đứt suy nghĩ của Lâm Nhất, một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ trong cơ thể ông ta phát ra. Lâm Nhất híp mắt, hắn thoáng cảm giác được trong cơ thể đối phương có rất nhiều tinh hà tựa như long ảnh uốn lượn đang chiếm giữ. Nhục thể ông ta bắt đầu phóng đại, trở nên vô cùng cao lớn, bế nghế, cứ như bản thân ông ta chính là thiên địa sơn hà vậy. Có sinh cơ vô tận, sinh mệnh vô biên, hằng hà sa số tinh quang đều hội tụ trên người ông ta. Ông ta đã động sát tâm. Đường đường là trưởng lão Huyền Thiên Tông, vậy mà lại bị một tên hậu bối yêu tộc đánh lui, việc này quả thật rất khó chấp nhận. Hừ. Trần Tầm hừ lạnh một tiếng, trên người hắn ta cũng bộc phát khí thế không thua kém gì đối phương, trực tiếp nghênh địch. Giữa không trung, hai bóng dáng lập tức lao vào nhau, ra sức chém giết. Giữa trời đất bùng nổ khí tức đáng sợ, chỉ dư âm thôi cũng khiến mọi người cảm giác được nỗi sợ hủy thiên diệt địa, tưởng như tận thế sắp giáng xuống. Lâm Nhất kéo Nguyệt Phi Phi lui sang một bên, lòng hắn dậy sóng, có chút khiếp sợ. Thực lực hai người này quá mạnh, nếu hắn hãm sâu trong đó, sợ là sẽ chết một cách vô ích. Bất kể là kiếm ý thông thiên hay võ học thánh linh thì trong một khoảnh khắc va chạm, ắt sẽ bị khí tức kia xé rách. Dưới bảo kính thông thiên, rất nhiều trưởng lão lại không hề chú tâm vào trận đại chiến này. Đối với những người khác, có lẽ đây là trận đại chiến không tưởng, nhưng với bọn họ, cũng chỉ là hơi đặc sắc mà thôi. Ánh mắt bọn họ lại hướng về phía Lâm Nhất và Nguyệt Vi Vi, vẻ mặt có chút phức tạp. Tộc Thiên Hồ, xem ra cô bé kia quả thật là, trưởng lão Lôi Hỏa Tông lên tiếng trước tiên. Xuyệt. Nhưng có người lại làm ra động tác cấm âm, ánh mắt lóe sáng, khẽ nói. Đừng nên nhắc đến tên người kia thì hơn, trận phong ba này không liên quan đến chúng ta, là do một mình Kim Tuyệt khơi mào đấy. Một vài trưởng lão của các tông phái siêu cấp chợt tỉnh ngộ, vội gật đầu. Vậy còn Lâm Nhất kia? Khó nói, vì giết hắn, Kim Tuyệt chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi, ai dám dây vào chớ. Xem đi, có lẽ người của Thánh Minh sắp đến rồi, có người thầm thở dài, cảm thấy thật đau đầu. Bọn họ đến thiên lộ chọn đồ đệ, là muốn tìm người có tiềm lực vô hạn, có thể trở mình tỏa sáng trong đại thế, trở thành một siêu phàm tuyệt thế, thành thánh nhân. Yêu nghiệt tầm thường vốn không vào mắt bọn họ, Côn Luân rộng lớn biết bao, chỉ riêng hoang cổ vực đã có vô số yêu nghiệt, nếu chỉ cần một ít đệ tử bình thường thì chẳng cần tốn thời gian đến đây quan sát, phái một vài tên chấp sự đi là được rồi. Mấy ngàn năm, thiên lộ mới mở ra một lần, hễ là thiên lộ mở ra. Ắt có siêu phàm xuất thế. Những siêu phàm như vậy, có rất nhiều người chết trong đại thế, nhưng cũng có một số ít trưởng thành, bắt đầu sáng tạo nên tương lai huy hoàng không tưởng tại đại thế. Người như vậy không cầu nhiều, chỉ cần có một cơ hội vượt lên, thì có thể khiến cho tông môn của hắn có được số mệnh vô thượng, trở thành truyền kỳ. Hiện tại, rất hiển nhiên, Lâm Nhất chính là người có thiên phú như vậy, và hắn cũng cho thấy được tiềm lực to lớn của mình.
nhưng hắn lại quá xuất sắc, 10 phương giới tử bị hắn giết hết 4, không đúng, hẳn là 5, bởi vì đế vũ cũng chỉ còn một hơi thở, sớm muộn gì cũng phải chết. Còn lại 5 vị giới tử, tuy không chết nhưng còn thảm hại hơn so với chết. Hai mắt mù lòa, gân cốt đứt đoạn, trở thành kẻ tàn phế. Tỉnh táo ngẫm lại, dù không có nhân tố là Kim Tuyệt thì muốn tiến cử Lâm Nhất vào tông của mình, bọn họ cũng phải cẩn thận suy ngẫm một phen. Có rất nhiều người có cùng suy nghĩ như vậy, nếu thật tâm muốn mang Lâm Nhất đi, vừa nãy, khi Kim Tuyệt ra tay muốn đánh chết Lâm Nhất, đáng lẽ ra bọn họ nên ra tay, nhưng trong lòng đám người này đều có do dự. Phía trên Thánh Tuyền Linh chỉ tách ra hai chùm sáng, hai bóng người đồng thời bắn ra. Lần này Kim Tuyệt không hề chủ quan, nhưng ông ta vẫn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào cả, việc này khiến sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Xem ra Huyền Thiên Tông cũng chỉ đến thế. Trần Tầm nhếch miệng, nở nụ cười đầy bướng bỉnh và ngang tàng. Khóe mắt Kim Tuyệt co rút lại, nhưng ông ta lại không tiếp tục ra tay, mà chỉ lạnh lùng nhìn Trần Tầm, gằn giọng nói, tự tiện xông vào thiên lộ, không ai cứu được ngươi. Lâm Nhất dõi mắt nhìn về phương xa, hư không chấn động từng hồi, ở nơi đó, có vài luồng khí tức mạnh mẽ đang dần tiến đến gần. Lâm Nhất ra chiều suy nghĩ, có lẽ Kim Tuyệt tạm thời dừng tay là vì chủ nhân của những luồng khí tức kia. Người của Thánh Minh đến. Thánh Minh cai quản thiên lộ thứ 9, nhưng không hề can dự vào việc tông môn thu đồ đệ. Tuy nhiên, xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không tiếp tục ngồi yên không quản. Răng rắc. Có âm thanh nghiền nát không gian vang lên, một chiếc bảo châu hùng vĩ từ trong khe nứt không gian chui ra. Bảo châu bao phủ ánh sao vô tận, đầu thuyền cắm một ngọn tinh kỳ, trên đó khắc 9 long ảnh, toát lên khí phách đế vương mênh mông, bế nghế. Từ lúc nào mà người của yêu tộc lại to gan đến thế, dám xông vào thiên lộ, trên bảo châu vang lên âm thanh uy nghiêm, từng luồng khí tức khủng bố phủ xuống người Trần Tầm. Khoảng không gian kia hoàn toàn bị giam cầm, bỗng chốc hóa thành một lồng giam. Tam sư huynh. Nhìn thấy cảnh này, Nguyệt Phi Vi không khỏi kêu lên một tiếng, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Đừng lo, Lâm Nhất cầm lấy tay nàng ta, ra hiệu nàng ta chớ nên gấp gáp. Trần Tầm đã dám ra tay thì chắc chắn hắn đã dự đoán được Thánh Minh sẽ xuất hiện. Người này đâu chỉ to gan, hắn là to gan lớn mật, ỷ sau lưng có, nói đến đây, Kim Tuyệt chợt khựng lại, không dám nói tiếp, ánh mắt ông ta lóe sáng, ông ta không thể nhắc đến tồn tại sau lưng hắn ta được. Nên lập tức đổi giọng, người này không rõ lai lịch, không chỉ tự tiện xông vào thiên lộ, mà còn ngăn cản ta chấp pháp, trong mắt hắn hoàn toàn không có Thánh Minh tồn tại. Trần Tầm cong môi không chút e dè cười nói, lai lịch của ta đã rất rõ rồi, không có gì phải giấu, trưởng lão Kim Tuyệt cứ việc lớn tiếng nói ra. Ta quả thật đã tự ý xông vào con đường thông thiên. Có điều, việc coi rẻ Thánh Minh thì ta không lại không đồng ý. Hơn nữa, 10 phương chiến giới đều tụ tập ở con đường thông thiên này, nếu không ai động tay động chân thì làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Rốt cuộc là ai đang làm, Thánh Minh có thể điều tra kỹ hơn, đó mới là người không coi Thánh Minh ra gì thật sự. Hắn ta vừa nói xong, sắc mặt của các trưởng lão trong những tông môn siêu cấp lập tức thay đổi. Đây là chuyện mà mọi người đều thầm biết, con đường thông thiên còn chưa mở ra đã để lộ tin tức nơi đây có quả thần huyết. Đằng sau 10 phương chiến giới đều có ông lớn chống lưng, yêu cầu họ đến con đường thông thiên này, chủ yếu là vì quả thần huyết, truyền thừa chỉ là thứ yếu. Nhiều giới tử sử dụng mánh khóe để đến đây như vậy, bản thân đã vi phạm quy tắc mà Thánh Minh đã đặt ra lúc đầu. Chẳng qua mấy năm nay Thánh Minh quả thật đã xuống dốc, tuy vẫn còn sức ảnh hưởng, nhưng không còn khiến người ta kính nể như trước. Không thì, dù cho Kim Tuyệt 100 lá gan, ông ta cũng chẳng dám ra tay với Lâm Nhất trước mặt mọi người, Trần Tầm cũng không dám tự ý xông vào một cách ngông nghênh như vậy. Trong lòng mọi người đều biết Thánh Minh cũng nhắm một mắt mở một mắt và chưa từng điều tra việc này. Sắc mặt Kim Tuyệt đổi tới đổi lui, lạnh lùng nói, dù ngươi nói thế nào thì cũng chẳng thay đổi được việc ngươi tự ý xông vào con đường thông thiên cả. Trần Tầm cười, vậy ngươi đang chấp hành đạo luật nào, sao không nói ra cho Thánh Minh phân xử? Lâm Nhất thấy hai người tranh cãi thì nhanh chóng suy nghĩ, có vẻ Thánh Minh cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Đủ rồi. Vẫn luôn im lặng nãy giờ, song trên bảo thuyền chợt truyền ra một giọng nói có chút tức giận, lạnh lùng gắt, hai người các ngươi thôi đi, trận chiến cuối cùng vẫn chưa kết thúc. Trước lúc ấy,
không ai được phép nhúng tay. Câu này vừa có ý dàn xếp đôi bên, vừa cảnh cáo bọn họ. Kim Tuyệt không thể đạt được mục đích dùng Thánh Minh để trừng trị đối phương, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, khó coi. Trần Tầm cười to, phá tan lồng giam không gian, nhướng mày khinh bỉ nhìn Kim Tuyệt. Không có sự can thiệp của hai người, trận chiến bèn tiếp tục. Mười phương giới từ kẻ chết người bị thương, Lâm Nhất chiếm vị trí trung tâm của Thánh Tuyển Linh chỉ cắn nuốt thiên hương thánh dịch, không một ai dám chọc hắn. Những nơi khác lại tranh giành rất kịch liệt, đợi đến khi mùi hoa biến mất, Lâm Nhất chắc chắn sẽ lấy được vị trí nhất bảng. Trên người họ ai cũng tỏa ra mùi hoa và quầng sáng tím nhạt, chỉ có ánh sáng trên người Lâm Nhất là lóng lánh nhất, khiến mọi người bị lu mờ. Có một ánh mắt của bên Thánh Minh trong bảo thuyền nhìn về phía Lâm Nhất, sau đó một giọng nói trầm khàn đầy nghiêm nghị chợt vang lên, người đứng nhất bảng đã xuất hiện. Sau khi giọng nói đó vang lên, những trưởng lão của các tông môn siêu cấp đồng loạt kết ấn, một quả trái cây kỳ lạ chậm rãi bay lên từ dưới đáy hồ trong ánh mắt của tất cả mọi người. Cửu Diệp Thánh Quả, một chiếc lá mất 1.000 năm, hoa nở mất 9.000 năm, đã được các trưởng lão mở cấm chế, chậm rãi bay tới trước mặt Lâm Nhất dưới sự điều khiển họ. Cửu Diệp Thánh Quả không quý hiếm bằng quả thần huyết, thậm chí có thể nói là kém xa. Nhưng với Lâm Nhất thì quả thần huyết lại không có cách nào luyện hóa, đến cả thần Diệp cũng chẳng thể luyện hóa được. Có cũng như không, Cửu Diệp Thánh Quả lại khác, giờ Lâm Nhất đã có thể luyện hóa Thánh Diệp. Đợi đến khi cảnh giới tăng lên còn luyện hóa được thánh quả. Ngay khi hắn nắm lấy thánh quả trong tay, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lâm Nhất. Trong những ánh mắt ấy, Lâm Nhất cảm nhận rõ nhất hai ánh mắt. Một người là Kim Tuyệt, song cũng đúng, đối phương trơ mắt nhìn Lâm Nhất giết thần U, giờ lại phải ngoan ngoãn đưa thánh quả tới trước mặt Lâm Nhất thì chắc đang cực kỳ tức tối. Nhưng người của Thánh Minh đã đến, dù ông ta có tức tối thế nào cũng phải nhìn. Ánh mắt thứ hai lại khiến hắn khá bất ngờ, đó là đến từ Đế Vũ. Trái tim viêm long của hắn ta đã bị Lâm Nhất lấy mất, theo lý thì phải chết từ lâu rồi. Nhưng giờ thế mà vẫn còn thoi thóp, cơ thể Đế Vũ tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, trong lúc máu đang khô cạn còn tản ra linh khí cực kỳ đậm đặc. Đây đều là do bình thường hắn ta cắn nuốt thiên tài địa bảo và linh dược thánh phẩm mà ra, đến gần chết vẫn còn thải ra ngoài. Qua đó, có thể thấy được của cải của Đế Vũ đáng sợ đến mức nào. Cũng vì có chúng mới khiến Đế Vũ còn sống đến giờ, có thể thấy được Lâm Nhất dùng kiếm trận đè bẹp 5 giới tử, thấy Lâm Nhất giết chết 3 giới tử bằng một kiếm. Giờ lại thấy Lâm Nhất lấy được vị trí nhất bảng, cầm Cửu Diệp Thánh Quả mà hắn ta tha thiết mong ước trong tay. Dù trái tim viêm long không bị lấy đi thì với sự đả kích hết lần này tới lần khác như vậy, chắc hắn ta cũng sẽ trực tiếp tức chết. Huống chi trái tim viêm long đã bị lấy mất, xét về chấp niệm, e rằng hắn ta còn hơn cả Kim Tuyệt. Con đường thông thiên này đúng là thú vị thật, yêu nghiệt phi phàm cỡ ấy mà vẫn không có ai ra tranh giành à. Trên bảo thuyền Thánh Minh, có người khẽ cười, hài hước nói. Một đám trưởng lão đều lộ ra vẻ khó xử, sắc mặt trưởng lão của Lôi Hỏa Tông và Sơn Trang Phi Tuyết đổi tới đổi lui, có chút giãy giụa. Ngay khi họ sắp đưa ra quyết định nào đó thì Kim Tuyệt bèn hừ lạnh một tiếng, cả hai thoáng chốc khó xử lùi lại. Huyền Thiên Tông đúng là một tay che trời. Lâm Nhất thầm thở dài, nhưng dù lúc này đám người kia bằng lòng đứng ra, hắn cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Lâm Nhất thật sự chướng mắt đám trưởng lão kia, bọn họ có thực lực cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng dưới sự chèn ép của Kim Tuyệt, họ lại chẳng dám hó hé gì. Nói là tông môn siêu cấp. Nhưng ai cũng do dự dự, lo trước tính sau, chẳng thấy chút quyết đoán nào. Nếu không có ai chọn thật thì tông môn siêu cấp như vậy không vào cũng được. Vậy mà lại không có người chọn, xem ra tên nhóc nhà ngươi đã gây họa tại đình rồi. Dựa theo quy tắc, ngươi có hai sự lựa chọn, đến Côn Luân tu luyện 3 tháng ở Thánh Minh ta rồi tự tìm đường đi kế tiếp. Lựa chọn thứ hai đương nhiên là quay trở về, chúng ta có thể đưa ngươi về Huyền Hoàng giới. Nhóc con! Người tự chọn đi. Giọng nói của người đứng đầu Thánh Minh trên bảo thuyền trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng có chút đồng tình. Những anh tài khác trên Thánh Tuyển Linh chỉ cũng lặng thinh. Điều này không khỏi quá thảm, rõ ràng là yêu nghiệt ngút trời, cái thế vô song. Vậy mà lại chẳng có một tông môn siêu cấp nào chọn hắn. E rằng, trước giờ chưa có nhất bảng nào thảm như hắn trên con đường thông thiên này.
vẻ mặt Kim Tuyệt tràn đầy dữ tợn, không ngừng cười lạnh. Đây chính là kết quả mà bọn họ muốn, chắc chắn Lâm Nhất sẽ không lựa chọn quay về Huyền Hoàng. 3 tháng sau, khi hắn rời khỏi Thánh Minh, đó sẽ là ngày chết của hắn. Ngay cả Đế Vũ đang thoi thóp nằm trên mặt nước cũng nở nụ cười khoái trá. Sau khi bị đào lấy tim rồng, hắn ta vẫn luôn nghẹn một hơi, không chết được, còn phải chứng kiến đủ loại huy hoàng của Lâm Nhất, cảm giác uất ức đó quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Hiện tại nhìn thấy cảnh này, không thể không nói, dù lát nữa sẽ phải chết, hắn ta cũng được nhắm mắt, có thể an nghỉ được rồi. Đứng đầu bảng thì đã sao, kết quả vẫn là con đường chết, e rằng còn chết thảm hơn so với hắn ta. Giữa phòng trời, Nguyệt Vi Vi lẳng lặng nhìn Trần Tầm. Trần Tầm không chút cảm xúc, chỉ nói, đừng gây rối, sư phụ muốn ta mang muội về, không phải muốn ta để muội dẫn theo một gã đàn ông về, người sẽ đánh chết ta đấy. Nguyệt Vi Vi mếu máo nói, Côn Luân to như vậy, thật sự không có tông môn có thể thu lưu Lâm ca ca ư. Lâm Nhất có Thương Khung Thánh Y, nên cũng không quá sợ hãi thủ đoạn của Huyền Thiên Tông. Nhưng tình cảnh hiện tại lại khiến hắn cảm thấy có chút thương cảm. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn cho rằng mình là người phóng khoáng, nhưng khi chân chính đối mặt với tình cảnh khó chịu nổi như thế, sự khó chịu trong lòng hắn đã vượt ngoài tưởng tượng. Nhiều người như vậy, tất cả đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, ngực hắn có cảm giác như bị chèn một tảng đá vậy. Có một số thời điểm, lòng người vẫn yếu đuối hơn so với bản thân nghĩ. Nhóc con, nghĩ kỹ chưa, người chủ trì Bảo Châu thong thả nói. Lâm Nhất thầm khó chịu, nhưng vẫn mở miệng đáp, có điều, giọng hắn có hơi run run, ta không muốn quay về Huyền Hoàng giới. Vậy thì lên đây đi, không ai cần ngươi, Thánh Minh có thể thu lưu ngươi 3 tháng, người trên Bảo Châu khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Lâm Nhất cắn răng, từ từ đứng dậy, hắn hướng mắt về phía trưởng lão của các tông phái siêu cấp ở đằng kia. Nhưng đám người này lại vội vã né tránh ánh mắt hắn. Buồn cười. Lâm Nhất liếc nhìn rồi rời mắt đi. Ai nói không ai cần tiểu tử này, kiếm tông ta cần. Ngay khi Lâm Nhất chuẩn bị thi triển bộ pháp, một âm thanh tựa như kiếm ngân vang vọng khắp trời đất. Mọi người sững sờ, rồi chợt hoảng sợ, cả bọn đều bị chấn kinh. Trưởng lão của rất nhiều tông phái siêu cấp đã không lựa chọn Lâm Nhất giật mình, lộ vẻ không dám tin. Kim Tuyệt những tưởng 3 tháng sau có thể giết chết Lâm Nhất cũng đờ mặt ra, ông ta bị biến cố bất ngờ này làm bối rối, không thể tưởng tượng nổi. Việc này, sao có thể? Kiếm Tông vậy mà đến Thiên Lộ chọn đồ đệ, lại còn tuyển chúng Lâm Nhất. Người của Thánh Minh trên Bảo Châu cũng lộ vẻ khiếp sợ không thôi, cả đám vội xoay người hướng về phía người vừa lên tiếng. Đế Vũ vốn từ từ khép mắt lại, chuẩn bị nghênh đón cái chết cũng mở bừng mắt ra. Hai tròng mắt hắn ta suýt chừng ra ngoài. Nếu không phải thân thể đã cứng ngắc, sớm chết hơn phân nửa thì với chấn động bực này, có khi hắn ta đã bị dọa nhảy dựng lên rồi. Hắn ta đã sắp nhắm mắt, vậy mà Kiếm Tông lại đến. Kiếm Tông! Lâm Nhất đang chuẩn bị bay lên Bảo Châu lơ lửng giữa trời, nghe vậy, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Kiếm Tông này và Kiếm Tông bị diệt tại Huyền Hoàng giới có liên quan gì nhau không? Nếu nói có liên quan thì cũng không có gì kỳ quái. Năm đó Kiếm Tông hùng bá Nam Vực, chính là một con quái vật khổng lồ, nếu nói nó không có truyền thừa tại Côn Luân thì thật sự rất kỳ lạ. Tuy nhiên, 3.000 năm trước, Kiếm Tông tại Nam Vực đã bị diệt, tiền bối Kiếm Vô Danh đạt được phần lớn truyền thừa nên đã thành lập Lăng Tiêu Kiếm Các tại Đại Tần. Lại nói, hắn và Kiếm Tông cũng có nhân quả không nhỏ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cả hai phải có liên quan. Kiếm Tông tại Huyền Hoàng giới và Kiếm Tông ở Côn Luân cũng chưa chắc có liên quan. Lâm Nhất còn đang suy nghĩ thì một bóng người từ xa mà đến, tựa như một lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng trời sao, nhoáng cái đã đến trước mặt mọi người. Đó là một người thanh niên ăn mặc vô cùng giản dị, thoạt nhìn thì tuổi không lớn lắm, nhưng trong mắt người này lại ánh lên nét tang thương. Hiển nhiên, niên kỷ bên ngoài cũng hắn ta cũng không phải niên kỷ chân thật. Phong Giác. Dưới bảo kính thông thiên, rất nhiều trưởng lão của các tông phái siêu cấp nhận ra người này, vẻ khiếp sợ trong mắt bọn họ càng thêm đậm. Cả bọn nhíu mày, lộ vẻ khó hiểu, Kiếm Tông phái người đến thì cũng thôi đi, nhưng lại phái. Phong Giác. Kiếm Tông có tên tuổi rất lớn, thời kỳ đỉnh cao, danh tiếng của môn phái này đã vang vọng khắp Côn Luân, vượt xa các tông phái siêu cấp khác tại hoang cổ vực. Nó quá mức cổ xưa,
trải qua năm tháng đằng đẵng, dù hiện tại đã xuống dốc nhưng tại hoang cổ vực vẫn là bá chủ có uy danh hiển hách. Tuy nhiên, Kiếm Tông chưa bao giờ tham dự chọn đồ đệ tại Thiên Lộ, cũng không phải bọn họ chướng mắt nhân tài kiệt xuất ở Thiên Lộ, mà là vì có mâu thuẫn với Thánh Minh. Còn cụ thể là mâu thuẫn như thế nào thì đã không còn người biết được, thậm chí rất nhiều nhân vật chủ chốt của Kiếm Tông cũng không nắm rõ. Người ngoài càng khó tưởng tượng ra được rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra việc gì, dù sao thì Thánh Minh cũng là một thế lực trung lập, chưa từng tham gia vào các sự kiện tranh chấp lợi ích giữa các thế lực lớn. Nếu không phải bởi địa vị đặc thù như vậy, Thánh Minh cũng không cách nào chủ trì trận tranh tài giữa vạn giới mà ngay cả các thế lực siêu cấp của Côn Luân cũng phải đến chọn đồ. Cút mắc trước đó đã không thể nào làm rõ, chỉ biết rằng mấy ngàn năm Thiên Lộ mới mở ra một lần, nhưng Kiếm Tông chưa từng giáng xuống tham dự. Cho nên khi nghe Kiếm Tông muốn chọn Lâm Nhất, trưởng lão của các tông phái siêu cấp này đều lộ vẻ khiếp sợ. Nhất là Kim Tuyệt, một khi Lâm Nhất được Kiếm Tông che chở thì muốn giết hắn đã không còn dễ dàng nữa. Ít nhất không phải chuyện mà một trưởng lão như ông ta có thể làm được, tính chất việc này đã hoàn toàn thay đổi. Phong Giác, Kiếm Tông ngươi không có tư cách chọn đồ đệ tại Thiên Lộ, ngươi đã hỏi qua Thánh Minh chưa? Kim Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói, tại Hoang Cổ Vực, Huyền Thiên Tông và Kiếm Tông có xung đột rất lớn, là hai đại bá chủ gần như thủy hỏa bất xung. Hiện tại, Phong Giác đại biểu cho Kiếm Tông ra mặt che chở Lâm Nhất, cũng đồng nghĩa với việc chống lại Huyền Thiên Tông. Phong Giác thờ ơ nói, Lạc Thanh Hư, Kiếm Tông ta đến đây chọn đồ còn cần phải được Thánh Minh cho phép à? Hắn ta nói không chút khách khí, khiến rất nhiều thành viên của Thánh Minh trên Bảo Châu đều hướng ánh mắt ác ý về phía hắn ta. Ha ha, người thanh niên bật cười, rồi mày hắn ta cau lại, chừng trở về. Hừ! Đám người của Thánh Minh vừa chừng hắn ta đều rên lên một tiếng, cảm giác như hồn phách đã bị kiếm quang xuyên thủng. Lạc Thanh Hư, người chủ trì Thánh Minh trên bảo thuyền, im lặng không đáp. Bởi hắn ta không rõ Kiếm Tông đang diễn tuồng gì. Kiếm Tông có tổ huấn, đối với Thánh Minh có ba điều không? Không được nhận ân huệ, không được kết minh, không được tiếp xúc, đời đời kiếp kiếp không được làm trái. Phong Giác đến đây chính là vi phạm với tổ huấn. Rất nhiều trưởng lão của các tông phái siêu cấp đều lộ vẻ khẩn trương, đặc biệt là Kim Tuyệt. Ánh mắt ông ta lóe sáng, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía. Giới tử thần U có liên quan đến một vị đại lão của Huyền Thiên Tông, hiện tại, thần U đã chết, nếu như ông ta không giết chết Lâm Nhất thì không cách nào quay về giao phó được. Chỉ cần có đủ thực lực, bất kỳ tông môn nào cũng được đến đây chọn đồ đệ, không cần Thánh Minh cho phép. Người muốn dẫn hắn đi cũng không sao cả, điều kiện tiên quyết là. Chỉ cần tên nhóc này đồng ý, giọng Lạc Thanh Hư từ Bảo Châu vọng ra, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Cảm thấy rất bất ngờ. Từ trước đến nay Thánh Minh ở thế trung lập, huống chi ý nguyện sơ khai của trận tranh đấu vạn giới này chính là để người hạ giới có tư cách một bước thông thiên. Thân là kiếm khách, có ai không muốn gia nhập Kiếm Tông ta? Nhóc con, người có bằng lòng theo ta không? Phong Giác vô cùng tự tin, cười tủm tỉm hỏi Lâm Nhất. Thoáng chốc, trên Thánh Tuyền Linh Trì, có vô số ánh mắt hướng về phía Lâm Nhất, đặc biệt là những kiếm tu. Ánh mắt bọn họ nóng như lửa, lộ vẻ hâm mộ không thôi. Ai mà ngờ được, vừa rồi Lâm Nhất trông rất thê thảm, khiến người khác phải đồng tình, vậy mà nhoáng cái phong thủy đổi rời, hắn lại lọt vào mắt xanh của Kiếm Tông. Đó chính là thánh địa của kiếm tu ở Hoang Cổ Vực. Lâm Nhất vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh mà nhìn đối phương, ta có một yêu cầu, nếu không đáp ứng, ta sẽ không đi. Khắp Thánh Tuyền Linh chỉ chợt vang lên tiếng bàn tán xôn xao, vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Lâm Nhất. Không có bất kỳ tông phái siêu cấp nào cần hắn, khó khăn lắm mới lọt vào mắt của Kiếm Tông, vậy mà Lâm Nhất còn dám nói điều kiện, tên này. Cũng thật to gan quá đi. Nếu lỡ khiến đối phương nổi giận, phẩy tay áo bỏ đi thì lúc đó có khóc cũng không khóc được. Hơn nữa, tính tình của vị tiền bối Phong Giác này rất lớn. Xem cách hắn ta đối thoại với Thánh Minh là có thể nhìn ra được vài phần. Có không ít ánh mắt lén lút hướng về phía Phong Giác, muốn biết hắn ta sẽ có phản ứng như thế nào. Phong Giác ngẩn người, đúng là chưa từng thấy qua, tính tình cũng ghê gớm thật. Ngông cuồng. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Kim Tuyệt tỏa sáng, thầm cười mỉa. Một kẻ không ai muốn mà còn dám nói điều kiện, hắn muốn chết đây mà. Lâm ca ca đang nghĩ gì vậy?
Trong đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Vi Vi tràn đầy lo lắng, Trần Tầm bên cạnh cũng lộ vẻ khó hiểu. Ngươi nói đi, yêu cầu gì? Phong Giác nhíu mày, trong mắt lộ vẻ không vui. Hắn ta đã hạ quyết tâm, chỉ cần đối phương có yêu cầu quá đáng, hắn ta sẽ phẩy tay áo bỏ đi, chẳng buồn để tâm. Còn về nhiệm vụ của tông môn thì, hắn ta cũng không rảnh lo. Một tên tiểu bối mà thôi, dù có thiên phú đi nữa nhưng lại dám. Bất kính với hắn ta như vậy, không khỏi có hơi quá đáng. Phong Giác cũng có tính tình đấy, mà lại còn là tính tình không nhỏ. Ta muốn giết ông ta. Một ngày nào đó, ta muốn tự tay giết lão ma đầu này. Khi đó, kiếm tông có can đảm, chuẩn cho ta. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh như băng, hắn duỗi tay chỉ về phía Kim Tuyệt, giọng hắn cực kỳ rét lạnh, ẩn chứa sát ý cùng sự quyết đoán khiến người ta không thể nào ngó lơ được. Hí, kha rét rét hí, rét rét rét. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, trợn trừng mắt, không dám tin mà nhìn Lâm Nhất. Thực lực Kim Tuyệt rất khó lường, nhân tài kiệt xuất có mặt tại Thánh Tuyền Linh chỉ thậm chí còn không nhìn ra được cảnh giới của đối phương, nhưng có thể đoán ít nhất là trên thần đan. Với cảnh giới như vậy, chỉ một ngón tay cũng có thể ấn chết Lâm Nhất, cái này không hề nói ngoa. Thậm chí không cần Kim Tuyệt ra tay, chỉ một tinh quân thôi cũng có thể dễ dàng giết chết Lâm Nhất. Mà tinh quân còn chưa có đủ tư cách để giao đấu với Kim Tuyệt, thế nên, lời của hắn quả thực như thạch phá kinh thiên, khiến mọi người cảm thấy đầu óc nổ tung. Kim Tuyệt vừa nãy còn cười khẩy, thoáng cái, sắc mặt ông ta cứng lại, trở nên cực kỳ khó coi. Các trưởng lão bên cạnh cũng trợn mắt há mồm mà nhìn về phía Lâm Nhất, kinh ngạc không thôi. Ở trận chung kết, bọn họ cứ nghĩ mình đã biết Lâm Nhất ngông cuồng đến mức nào rồi, nhưng thật không ngờ, bọn họ vẫn còn đánh giá thấp hắn. Ngay trước mặt mọi người, vậy mà hắn dám đòi giết Kim Tuyệt. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Võ giả trên Bảo Châu của Thánh Minh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này đúng là không phải ngông cuồng bình thường, khó trách không có tông môn nào dám chọn hắn. Dù có thật sự muốn giết Kim Tuyệt thì cũng không cần phải nói ra trước mặt nhiều người như thế. Huống chi, giết ư. Tìm chết mà thôi. Mấy tên trưởng lão vừa rồi còn xoắn suýt, do dự, giờ đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy thật may mắn vì đã không chọn Lâm Nhất. Xem ra bọn họ đã quyết định đúng. Với bản tính như vậy ắt không sống lâu ở Côn Luân. Chuẩn hay không? Lâm Nhất không để ý đến ánh mắt của những người khác, chỉ cố chấp hỏi Phong Giác. Lâm Nhất gần như có thể xác định 100% lúc ban đầu, khi ở ngoài thành Phong Lăng, ánh mắt chấn vỡ kiếm thế của hắn chính là của Kim Tuyệt. Tại trận chung kết ở Thánh Tuyền Linh Trì, đối phương lại lần nữa không quan tâm thân phận, lệnh cho chúng tướng chém giết hắn, lại còn bức Nguyệt Vi Vi phải đứng chắn trước mặt hắn, cầu xin thay hắn. Lâm Nhất thật sự không chịu được cảm giác như vậy. Dù là kẻ hẹn mọn đến mức nào thì cũng có tôn nghiêm của mình, huống chi là Lâm Nhất, hắn có đạo của chính mình, thế nhân đối xử lạnh nhạt thì có liên quan gì đến hắn đâu. Hắn muốn giết ai thì giết, không cần phải giải thích với người khác. Hắn chỉ cần biết, có cho phép hay không là được. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lại, một lần nữa thấp giọng hỏi, Lâm Nhất chỉ có một yêu cầu như vậy, kiếm tông, có thể chuẩn cho ta không? Ha 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 ha. Phong Giác vốn đang sững sờ, nghe vậy chợt bừng tỉnh, hắn ta cười như điên, lớn tiếng nói, chuẩn. Dù kiếm tông không chuẩn thì ta cũng chuẩn cho ngươi. Kiếm khách chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt người khác để làm việc. Ngươi muốn giết thì cứ giết là được. Miệng còn hôi sữa mà cũng dám đòi giết ta. Để ta làm thịt ngươi trước. Kim Tuyệt tức đỏ mặt, Lâm Nhất chém giết giới tử thần U thì cũng thôi đi, lại còn dám tuyên bố muốn giết ông ta. Lời của Phong Giác càng thêm kích thích ông ta, dưới cơn thịnh nộ, ông ta lại lần nữa ra tay. Ầm ầm. Phía sau ông ta, từng long ảnh lần lượt tách ra, long ảnh kia hoàn toàn khác với long ảnh do Lâm Nhất hay Đế Vũ tạo thành. Mỗi một long ảnh dường như đều hòa hợp với thiên địa, khi long ảnh uốn mình, hư không cũng run rẩy, uy lực thiên địa hùng hậu từ trên người Kim Tuyệt bộc phát. Ông ta liếc nhìn Lâm Nhất, thoáng cái, dường như Lâm Nhất đã toàn bộ thiên địa cô lập. Phụt. Nhưng ông ta còn chưa kịp ra tay, Lạc Thanh Hư trên Bảo Châu đã cách thông đánh ra một trường, những long ảnh kia lập tức sụp đổ, Kim Tuyệt cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, thật sự không xem bổn vương ra gì à? Dám ở trước mắt ta ra tay với nhân tay kiệt xuất hạ giới, trên Bảo Châu, Lạc Thanh Hư đứng dậy,
mọi người một lần nữa nhìn thấy rõ mặt hắn ta. Hắn ta đứng ở đầu thuyền, tựa như bậc quân vương sừng sững giữa thiên địa. Ngươi, phá cảnh rồi sao? Trong mắt Kim Tuyệt lóe lên tia hoảng sợ, run giọng nói. Một trưởng vừa rồi chỉ là cảnh cáo, đừng làm càn, nếu ông không muốn chọn đồ thì lập tức cút đi. Ánh mắt Lạc Thanh Hư lóe lên tia chán ghét, giọng hắn ta cực lạnh, giờ phút này, uy áp trên người hắn ta khiến người khách cảm nhận được nỗi sợ trước nay chưa từng có. Cảnh giới sinh tử, đây là một vương giả. Đứng bên cạnh Nguyệt Phi Vi, ánh mắt Trần Tầm lộ vẻ khác thường, vừa nãy hắn ta đã thật sự xem nhẹ Thánh Minh. Dù thế nào đi nữa, Thánh Minh cũng là một trong những thế lực cổ xưa nhất Côn Luân, không dễ trêu chọc. Đừng tưởng vào kiếm tông là ngươi sẽ được bảo vệ, hừ, ngươi gây ra đại họa ngập trời, sẽ có rất nhiều người đến giải quyết ngươi. Bị nhục nhã, sắc mặt Kim Tuyệt hết xanh lại hồng, ông ta không thể nán lại đây được nữa, bèn hung hăng trừng Lâm Nhất rồi xoay người bỏ đi. Lâm Nhất, Phong Giác đã nói đáp án cho ngươi biết, vậy ngươi có bằng lòng gia nhập kiếm tông không? Lạc Thanh Hư nhìn về phía Lâm Nhất, giọng hắn ta đã dịu đi rất nhiều. Bằng lòng, Lâm Nhất thong thả đáp. Phong Giác lộ vẻ vui mừng, tên nhóc này rất hợp tính hắn ta. Lạc Thanh Hư, chúc mừng ngươi phá cảnh, ta đưa tên nhóc này đi. Kha kha. Phong Giác hướng về phía Bảo Châu, cười khi, đến cảnh giới này, bọn họ muốn phá cảnh là chuyện cực kỳ gian nan. Tuy nhiên, cũng may, hắn ta bất cứ lúc nào cũng có thể phá cảnh, hiện tại còn chưa phá cảnh là vì muốn đợi tạo nghệ kiếm đạo tiến thêm một bước nữa. Đưa đi đi, Lạc Thanh Hư khẽ cười. Nói, hắn được kiếm tông nhìn chúng cũng là chuyện vô cùng tối đối với Thánh Minh, một yêu nghiệt siêu phàm như thế, nếu không có tông môn siêu cấp thu lưu, Thánh Minh ta cũng khó mà xử lý. Với thiên phu của Lâm Nhất, nếu không có tông môn siêu cấp thu lưu, đó chẳng khác nào khiến Thánh Minh bị bẽ mặt. Theo như tổ huấn của bọn họ, tổ chức vạn giới tranh tài là để tìm ra yêu nghiệt siêu phàm ở hạ giới, cho bọn họ một con đường thông thiên. Nếu không có siêu phàm xuất thế thì cũng thôi đi. Nhưng với thiên phú của Lâm Nhất lại không có tông môn siêu cấp nào chịu nhận thì hiển nhiên đó là một chuyện vô cùng nực cười. Trên thực tế, mấy năm gần đây, tất cả các thế lực lớn cũng không còn để mắt đến Thánh Minh. Có rất nhiều bá chủ thật sự lợi hại đã không còn quá quan tâm đến thiên lộ. Ở thiên lộ, thứ duy nhất bọn họ chú ý là quả thần huyết, thế nên có rất nhiều chuyện mờ ám xảy ra, và tất cả những việc này đều không thoát khỏi con mắt của Thánh Minh. Ví dụ như thiên lộ thứ 9 này. 10 giới tử tề tụ, trong vô hình đã làm giảm tính công bằng của thiên lộ rất nhiều. 10 phương chiến giới tùy ý cướp đoạt, chèn ép, nhân tài kiệt xuất vừa thò đầu ra liền bị người chiếm đoạt cơ duyên. Có không biết bao nhiêu yêu nghiệt còn chưa kịp tỏa sáng đã chết non giữa đường, cũng chỉ có Lâm Nhất là vượt qua được. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, thì kết quả ở thiên lộ thứ 9 sẽ cực kỳ khó coi, ngoại trừ giới tử, e rằng không một ai có thể vươn lên được. Gấp như vậy à? Nghe Phong Giác muốn đưa mình đi, Lâm Nhất vội nói, hai vị tiền bối, có thể cho ta chút thời gian để tạm biệt bằng hữu không? Hơn nữa, ta còn có việc cần nhờ Lạc tiền bối hỗ trợ. Phong Giác thoáng sững sờ, rồi chợt cười to, nói, tính ta quá nóng vội, trái lại đã quên những tiểu tiết này. Tuy nhiên, nhóc con, giờ người đã là người của kiếm tông, có việc gì cứ tìm ta là được. Tổ huấn của kiếm tông là đệ tử không được chịu ân thánh minh. Không được tiếp xúc và cũng không thể kết minh. Còn có chuyện này. Hừ, cái tên này, đừng dọa tiểu bối. Hiện tại Lâm Nhất còn chưa nhập kiếm tông, có chuyện gì cứ mở miệng nói là được. Lạc Thanh Hư trừng mắt nhìn Phong Giác, rồi khẽ vẫy tay, lập tức có một luồng lực lượng mạnh mẽ tựa như biển cả bao lấy Lâm Nhất, đưa hắn lên Bảo Châu. Tên nhóc này định làm gì? Phong Giác thầm nhủ, còn chưa gia nhập kiếm tông mà đã muốn hướng cùi trỏ ra ngoài. Ta phải đi xem thử mới được, nếu không đúng với ý ta, nên giáo huấn một phen. Vèo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 144.